Thưa các bác, đây là một cái đơn hàng thực tế tại cửa hàng, là khách hàng ở bên, một cái bác khách ở bên Khâm Thiên, Hà Nội, thì bác ấy có mang ở qua bên em là một con âm ly để mà nhờ bên em biến cái âm ly này thành cục đẩy công suất đấy, để mà nâng cấp cái chất âm của cái âm ly lên. Thì bác ấy đã mua thêm cái con mua ở bên em cái con vang cơ lai số KM350 Pro V2, cũng như đã thêm chốt đơn là cái bộ mic không dây của DB Acoustic, mã là con K5000. Thưa các bác, ở đây thì chú khách hàng thì cũng đang có nhu cầu là tham khảo một cái loa súp, và với cái không gian mặt sàn ở nhà chú thì em vừa tham khảo và em thấy là với cái loa súp điện bass 30 là nó sẽ phù hợp với cái không gian mặt sàn ở chú để bày bài trí nó thẩm mỹ, nó đẹp, và thứ hai nữa là ra chất âm hay. Và hôm nay thì em giới thiệu cho các bác ở đây là chú khách ở đây, đó là cái con loa súp điện LS Pro. Nếu mà các bác theo dõi kênh của bên em thì các bác thấy là cái mẫu này, sản phẩm này thì bán rất là chạy. Thì cái con này thì nó là một cái hàng sản phẩm mà dòng cao cấp của LS Pro, bên Phượng Hoàng Little Sound cung cấp tại thị trường Việt Nam, và nó là hàng nhập khẩu chính ngạch các bác nhé, có CO, CQ đồng hoàng, bao bì đóng gói. Con này thì nó sẽ có hai, có cái bao bì nó rất là chắc chắn và có những cái mút cài xung quanh, thì khi mà gửi cho khách hàng ở xa thì cũng rất an tâm. Nhà hãng thì sẽ tặng kèm cho chúng ta sẽ có một cái dây tín hiệu ở đây, dây nguồn ở đây, và có quyển sách hướng dẫn sử dụng của LS Pro. Thì với cái sản phẩm này thì chắc chắn là ngay cái nhìn đầu tiên thì các bác thấy là rất là thuyết phục rồi, nhìn nó trông cái kiểu dáng nó rất là sang trọng các bác nhé. Con này là cấu hình bát 30, bát đánh mặt, và phần phía mặt trước đó là e-căng bằng vải dù màu đen. Ở phần phía dưới chúng ta sẽ có cái logo LS Pro. Thì với cái logo này các bác sẽ nhìn nó trông nó rất là sang trọng rồi, là thiết kế cái logo rất là hay. Và đây là trên đây là một số những cái tem mác ở bên đơn vị nhập khẩu hàng chính ngạch, có CO, CQ nhập khẩu chính ngạch về Việt Nam. Ở đây thì em sẽ đưa cái sản phẩm này lên ghế để em giới thiệu cho các bác chi tiết hơn. Ở phần phía sau của sản phẩm này thì con này nó là loa súp điện, thành ra là khi mà chúng ta sử dụng ấy thì chúng ta rất là dễ sử dụng. Chúng ta cắm vào cái loa này vào đâu cũng được, cắm vào bộ dàn nghe nhạc cũng được, cắm vào âm ly cũng được, cắm vào vang cơ vang số đều được, đều ok hết. Và nếu mà các bác nhìn qua với cái mạch này thì các bác thấy là cái mạch điện tử nó rất là to, và cái con này thì cái phần mà xử lý phần cắt cốt con này nó, em nhấn mạnh các bác là nó cực kỳ chuyên nghiệp. Vì sao? Vì bình thường những cái loa súp điện ấy, các bác nhìn ở phần phía sau thì nó chỉ có hai cái chiếc áp đấy, dòng đời cao hơn thì nó sẽ có 3 chiếc áp, nhưng mà con này nó tới tấn là 4 chiếc áp. 4 chiếc áp ở đây thì chúng ta sẽ có một cái chiếc áp là chỉnh volume thì chắc chắn là cái loa làm có rồi, và con này là 3 cái còn lại thì nó một cái là cân pha, và hai cái còn lại thì nó là cái cắt cốt. Thành ra là cái cắt cốt con này nó rất là sâu, cắt cốt rất là sâu và nó lọc âm rất là tốt, thành ra là đưa ra một cái giải bát, tiếng bát rất là sâu và rất là uy lực. Và đây là cái công tắc nguồn này đấy, và đây là đường nguồn vào này. Con này thì chúng ta sẽ có rất nhiều cách sử dụng. Ở đây chúng ta sẽ sử dụng bằng cái đường tín hiệu, và chúng ta sử dụng là cắm theo cái đường loa, và chúng ta sẽ có những cái loa treo, chúng ta sẽ lấy đường tín hiệu ở đây đấy, hoặc là chúng ta sẽ sử dụng là đường dây RCA, đây là đường dây hoa sen RCA. Và chúng ta sẽ ở trên này, con này đặc biệt là cái mạch của nó là rất là thông minh, mạch điện của nó rất là thông minh. Ở đây chúng ta sẽ có một cái công tắc này, cái công tắc này chúng ta sẽ có cái phần là đây ạ, các bác sẽ nhìn thấy cái phần này, phần nguồn power đấy. Đây là cái phần on này, phần auto. Thì nếu mà các bác cần on thì có nghĩa là cái loa này nếu mà các bác cứ cắm điện vào là cái loa này nó sẽ chạy, nó sẽ có điện luôn ở mạch công suất. Nhưng mà khi mà các bác gạt sang cái chế độ auto là tự động đấy, có nghĩa là khi mà chúng ta cung cấp nguồn vào này đấy, sau đó thì chúng ta cung cấp nhạc, bao giờ có nhạc thì cái loa này nó mới chạy, còn nếu mà không có nhạc thì cái loa này nó sẽ ở chế độ nghỉ, chế độ ngủ, chế độ tiết kiệm pin, tiết kiệm điện đấy. Thành ra là cái nó sẽ là bảo vệ cái mạch công suất của chúng ta, rất là thông minh ở trên cái mạch này. Và đây là cái lỗ thông hơi ở phần phía sau, và nhắc lại các bác đây là một cái mảng điện rất là to. Mấy ví dụ cái mảng này nó sẽ to gấp rưỡi những cái loa bình thường. Những cái loa bình thường thì các bác sẽ thấy là cái mảng điện nó chỉ tầm độ khoảng một gang là 20 phân thôi, nhưng mà con này thì nó rơi vào tầm khoảng 30 phân. Thấy thì cái mảng điện nó to hơn và nó xử lý âm thanh nó chuyên nghiệp hơn. Và đây là một loạt những cái khe nhôm tản nhiệt, thì cái khe nhôm tản nhiệt này nó sẽ bắt với cái mặt là sò công suất nhé, cái sò công suất của loa bên trong đấy. Thì đây là nhắc lại với cái dòng bát 30 thì đây là một cái dòng loa cao cấp, và chắc chắn là chúng ta sẽ có hiệu quả âm thanh rất là hay trên cái dòng loa này. Nhắc lại của nó là model của nó là con LS Pro, mã của nó là con LS12B các bác nhé. Dòng loa đến từ tập đoàn Phượng Hoàng cung cấp tại thị trường Việt Nam. Ở đây thì ở phần phía mặt trên thì em cũng tháo cái phần e-căng ra các bác nhé, cái phần e-căng bảo vệ. Thì đây với cái loa này thì khi mà tháo cái phần e-căng ra các bác sẽ nhìn thấy cái bát loa không rồi, các bác thấy đã rất là thuyết phục rồi. Nhìn trông nó rất là lì nhé, rất là lì, và gân của nó là gân cao su, và cái gân của nó là gân béo. Thì với cái gân béo này thì cái độ ra vào của cái phần màng loa nó sẽ nhiều hơn, và độ đàn hồi nó sẽ tốt hơn, thành ra là đưa ra cái tiếng bass nó sẽ sâu hơn và nó sẽ lực hơn rất là nhiều. Và cái phần màng loa ở đây thì các bác thấy là nó sẽ được phủ một cái lớp ở bên ngoài và được nhám sần. Thì với cái lớp phủ và nhám sần này thì nó sẽ gia cố lực cho cái màng loa này. Thì các bác biết được khi mà cái loa bass này nó hoạt động ấy thì là cái lực của cái màng loa này nó sẽ chịu tải rất là mạnh, thành ra đòi hỏi cái kết cấu của cái màng loa nó phải tốt. Thì với cái phần nhám sần cũng như là phần sơn lớp sơn dày như này thì nó sẽ gia cố rất tốt cho cái màng loa. Và đây là cái rốn loa, cũng là cái dạng rốn béo nhá, rốn to luôn các bác nhá. Thì chắc chắn là cái loa này cái tiếng bass nó rất là sâu luôn ạ.
Ở đây thì em sẽ mời các bác nghe một cái đoạn nhạc ở trên hệ thống mà có sự góp mặt của cái loa súp như này. Thì các bác đặc biệt lưu ý hộ em là trên cái hệ thống âm thanh của chúng ta thì chắc chắn là chúng ta sẽ có những cái loa đặt bàn gồm có hai loa là chúng ta sẽ nghe âm thanh xít te là loa trái loa phải. Và ngoài cái loa đấy thì cái loa đấy nó chỉ có cái bát, là cái bát loa đấy nó chỉ có tiếng bát thôi các bác nhá, nó tiếng bát thôi. Nhưng mà khi mà chúng ta mua cái loa này nó là cái giải siêu trầm nhá. Các bác lưu ý hộ em là đây là cái giải siêu trầm chứ không phải giải bát. Cái giải này nó cắt cỡ cái tần số sâu hơn và cái tiếng bát nghe nó sẽ đã tai hơn rất là nhiều. Và trên cái hệ thống âm thanh của chúng ta thì chúng ta đầu tư thêm cái loa này thì cái hệ thống âm thanh của chúng ta nó sẽ đầy đủ các giải hơn, âm thanh nó sẽ hay hơn, trong phần nghe nhạc âm thanh nó hay hơn, và đặc biệt khi mà hát karaoke thì tiếng hát của chúng ta nó sẽ ấm áp hơn khi mà có cái loa trầm. Và về phần khía cạnh kỹ thuật thì khi mà chúng ta đầu tư thêm cái loa trầm ấy, thì cái loa này nó sẽ gánh cái tiếng bass, tiếng siêu trầm cho những cái loa còn lại của chúng ta, và cái loa còn lại của chúng ta chỉnh thiên về cái tiếng trung và tiếng chép đấy. Và cái loa này nó đảm nhiệm về tiếng trầm và tiếng siêu trầm thì âm thanh của chúng ta nó sẽ hay hơn và độ bền của sản phẩm của chúng ta nó sẽ cao hơn, vì nó sẽ có cái loa này nó sẽ chia tải cho những cái loa còn lại, nó gánh tải cho những cái loa còn lại, hệ thống âm thanh của chúng ta vừa hay hơn và vừa bền hơn. Và bây giờ thì em sẽ đưa cái phần tín hiệu âm thanh vào, và các bác đặc biệt lưu ý ở đây em cũng đang để chế độ âm thanh mộc, và các bác sẽ quan sát hộ em là cái màng loa nhé. Cái điện thoại ở đây em thu bằng điện thoại thì nó với cái thu cái giải siêu trầm nó rất là khó, và đặc biệt là đối với những cái loa mà cắt cỡ cái tần số sâu thì thu rất là khó. Thì chủ yếu là các bác sẽ quan sát bằng mắt là cái phần màng loa nó đưa ra đưa vào. Với thứ hai nữa là chút nữa em sẽ để cái lỗ thông hơi ở cái phần đến sau, em sẽ để cái tờ giấy vào, thì các bác thấy là cái loa này cái lỗ thông hơi nó sẽ đưa cái lượng hơi ra, nó giật cái tờ giấy, thì các bác biết là cái công suất của loa nó rất là tốt. Và đặc biệt là nếu mà chúng ta nghe thực tế ở đây thì với cái con này thì cái giải tần số cắt cốt ở tần số sâu và âm thanh rất là hay luôn các bác nhé. Để các bác nghe cái phần âm thanh. Đấy, các bác thấy là khi mà quay vào thì các bác thấy là cái màng loa đưa ra đưa vào rất là nhiều. Và thứ hai nữa là cái phần về phía sau thì nó giật cái tờ giấy rất là mạnh, thì các bác biết là công suất của loa rất là khỏe. Ở đây thì em mới bật nhỏ nhẹ thôi, còn con này là công suất của nó rất là khỏe, nó là cũng là dòng một dòng loa lén, kích thước nó chỉ là bát 30 thôi nhưng mà công suất nó rất là khỏe. Và ngay cái nhìn, nếu mà các bác nhìn vào cái phần bát loa, những cái bác nào mà có cái kinh nghiệm về phần âm thanh ấy đấy, thì các bác sẽ nhìn thấy cái bát loa thì các bác biết được cái chất âm luôn. Nhìn vào cái bát loa thì các bác sẽ biết được cái chất âm con này rất là đảm bảo luôn các bác nhé. Thưa các bác, ở đây thì không cái gì thực tế bằng là chú khách đã cho trải nghiệm thực tế ở tận nơi đây. Thì các bác lưu ý ở đây thì em đang cắm lấy cái đường cắt cốt ở trên cái con vang này đưa qua đây các bác nhé. Và lưu ý các bác là nếu mà trong những cái thiết bị mà các bác có cắt cốt rồi thì với tiếng trầm này nó chỉ cần một dây duy nhất thôi các bác nhé, nó chỉ cần một dây duy nhất thôi, vì nó là nghe trầm, nó là nghe mono, nó chỉ cần một dây duy nhất thôi đấy. Và đây thì em vừa rồi em để chú khách chú nghe nhạc cũng như là đang thưởng thức cái loa trầm này, và em rút cái dây tín hiệu ra và cắm cái dây tín hiệu lại đấy. Thì cũng nghĩa là khi mà cắm cái dây tín hiệu này thì cái loa là trầm nó chạy, thì chú bảo là nghe nó sẽ khác biệt hoàn toàn, nghe tiếng nó sẽ hay hơn rất là nhiều, chắc nghe là sướng hơn nhiều đúng chưa? Nghe vâng vâng, nghe tiếng nó ấm áp hơn nhiều, và đặc biệt là khi hát karaoke mà có tiếng trầm thì tiếng mic của chú nó ấm áp hơn nhiều. Vâng, nghe nhạc chắc chắn rồi. Cái các bác lưu ý em, đây là cái giải siêu trầm nhé. Cái loa của chúng ta nó chỉ giải bát thôi, nhưng còn đây là cái giải siêu trầm, nó khác hẳn đặc biệt hoàn toàn luôn ạ. Đấy, có cái giải siêu trầm này thì âm thanh sẽ hay hơn rất là nhiều. Ở đây thì em quay qua các bác một lượt cái sản phẩm này con nhé. Nhấn mạnh các bác đây là một cái dòng loa cao cấp, chắc chắn nếu các bác đầu tư được thì chắc chắn chúng ta sẽ có một cái thẩm mỹ tốt, âm thanh hay cực kỳ luôn. Đấy, và các bác thấy những cái đường nét người ta làm mộc rất là kỹ luôn các bác nhé. Đấy, và cái nước sơn với cái kiểu làm như này nhìn trông nó rất là sang trọng, nó rất là sang trọng, nhìn trông nó rất là sang trọng luôn các bác. Đây, khách nó rất là kết cái loa này. Hàng chính hãng của bên LS Pro mà có là dòng nhập khẩu chính ngạch, âm thanh rất là chuẩn. Thưa các bác, ở đây thì chú khách thì chốt đơn rất là nhanh, thì chú ấy nâng cấp con âm ly, lắp thêm con vang cơ lai số 350 Pro V2, với cả chú lấy cái con súp điện LS Pro mã của nó là 12B nhá, và lấy một cái bộ bích con K6000. Đấy, K6000 mic vang súp, rất là cảm ơn chú nhá, chú nhá. Chú về lắp đặt có vấn đề gì thì chú alo cháu hướng dẫn nhá. Rồi.